Xin chào, bạn đã mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Đố bạn biết đây là con cá gì đấy? Đây chính là con cá chim siêu to khổng lồ các bạn nhá. Đấy các bạn ạ, con này đúng chục cân các bạn ạ. Lạ ơi lạ các bạn nhìn chưa? To bự luôn các bạn ạ. Thì các bạn ơi, cũng lâu lắm rồi mình không mua cái món gì cho mẹ mình thưởng thức các bạn nhá. Hôm nay sẽ thử thách mẹ mình ăn con cá chim siêu to khổng lồ này các bạn nhá. Đấy hôm nay cái món này mình cũng mua cho mẹ mình để mẹ mình thưởng thức các bạn ạ. Đấy xem thử thách mẹ mình có ăn hết con cá chim này không các bạn nhá. Đấy chủ yếu là mình mua cho mẹ mình thưởng thức thôi các bạn ạ. Đấy dạo này dịch bệnh Covid-19 cho nên là chỉ mua được những con cá mà nó ở sông nước như ở mình thôi các bạn ạ. Chứ hải sản thì bây giờ phải order, phải mua đặt hàng tận Hà Nội cơ, nhưng mà đang dịch thì không mua được các bạn nhá. Cho nên hôm nay mình thử thách mẹ mình ăn con cá chim khổng lồ này. Siêu to khổng lồ các bạn nhá, thử thách mẹ mình nhá. Nếu mẹ mình không ăn hết thì mẹ mình sẽ phải mất tiền mình các bạn ạ. Đấy, mình sẽ phạt mẹ mình các bạn nhá. Rồi, thì các bạn đoán xem mẹ mình có ăn hết con cá này không? Đấy, chắc là không các bạn nhỉ. Rồi, thì các bạn thấy video này mình hay thì like, chia sẻ video ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ mình sẽ mang con cá này ra trêu mẹ mình và mình thử thách mẹ mình các bạn nhá. Đấy. Yeah. Lặng lắm các bạn ạ. Yeah. Ôi, nó đang giãy các bạn ạ, nó vẫn sống các bạn thấy chưa? Đấy, nó vẫn sống các bạn ạ. Đấy, nó đang giãy các bạn. À. Các bạn ơi, mẹ mình đang ở ngoài này các bạn ạ. Ui ôi, mẹ ơi, mẹ nhìn này. Con cá chim đâu to lắm. Mẹ nhìn thấy to không? Ừ, con bắt ở đâu đây? Con mua cho mẹ anh mẹ ạ. Mà địa hộn mẹ đậu con đấy mẹ ơi. Lặng qua mẹ ạ. Con này gấp phải chục cân. Mẹ ơi, hả? Con này đúng 10 cân mẹ ạ. 10 cân à? Thế con đấy. Bắt đâu đấy? Mẹ ơi. He, con đã bắt trộm đâu đấy? Mẹ lại cứ nghĩ là con bắt trộm ở đâu rồi. Lặng con đợi. Đấy, thôi mẹ ơi, mẹ để lên đống quả mẹ ơi. Đấy, mẹ thấy nó lặng không? Con bắt ở đâu mà to thế? Mẹ ơi, con này là con mua mẹ ạ. À, con mua gì? Đúng rồi, con mua về để con thử thách mẹ. À, hôm nay ba mua về thử thách mẹ. Đúng rồi, nếu mẹ hôm nay mà không ăn hết con cá chi này, mẹ sẽ thua, mẹ sẽ mất con 10 triệu. Mẹ có chơi không? Chán ôi trời ơi, từ thua làm người giờ chưa giờ mẹ nhìn thấy con cá nào to này xem nào. Đấy, mẹ thấy con cá chim nào nó to này chưa? To đấy nhỉ. Đấy. Ngoan đấy. Thế có định nào thế bây giờ tóm lại là hôm nay mẹ có ăn hết không? Cứ mẹ bảo là đơn giản. Lần nào mẹ thi mẹ cũng bảo đơn giản nhưng mẹ chả ăn hết không? Nếu lần này mẹ không ăn hết mẹ mất con 10 triệu nhá. Đơn giản, khác mất chứ mà con định làm ủa là vẫn sống. Con làm món gì? Hôm nay con này sẽ nướng siêu cay mẹ ạ. À, lưỡng siêu cay. Đúng rồi. Được không? Được thì ngon. Thế bây giờ con về sẽ làm thịt nó lướng cho mẹ ăn. Nếu mẹ không ăn hết mẹ mất con 10 triệu nhá. Rồi, mẹ không ăn hết mẹ mất đơn giản. Được rồi. Cho mẹ nhấc lại lần này xem. Đấy, lặng không? Thôi để mẹ đưa này để con về con làm thịt. Làm người hôm nay mẹ mình nhìn thấy. Đấy, các bạn ơi. Hôm nay các bạn chứng kiến với mình nhá. Mình sẽ thử thách mẹ mình các bạn nhá. Mẹ mình không ăn hết mẹ mình sẽ mất mình 10 triệu các bạn ạ. Rồi, đây nó đang sống mẹ nhìn chưa? Được. Ôi, mẹ ơi. Mẹ đào con này. Ôi về đi. Lặng quá mẹ ạ. Vất đi xuống đây. Rồi, thôi được rồi. Thôi được rồi. Tổ ở đấy. Tổ không mẹ ạ. Lướng nhanh lên. Đấy. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mang về lướng để thử thách mẹ mình các bạn nhá. Các bạn ơi, đây con cá này các bạn ạ. Con này là con cá chim các bạn nhá. Con này đúng chục cân các bạn ạ. Mình mua đúng 10 cân các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đi làm thịt nó, sau đó mình sẽ đi tẩm ướp siêu cay để nướng siêu cay các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ làm đầu bếp nướng con cá này đẳng cấp luôn các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn chưa? Con cá này to lắm các bạn ạ. Đấy, 10 cân cơ mà. Bây giờ mình sẽ đi làm vây sạch sẽ các bạn nhá, mổ nó các bạn ạ. Đấy thì do chính sách của YouTube cấm giết mổ thì mình sẽ không quay cảnh giết mổ các bạn nhá. Các bạn ơi, con cá mình đã mổ sạch sẽ các bạn nhá. Đấy các bạn này mình khứa rồi các bạn, tí tẩm ướp cho nó gia vị nó ngấm vào các bạn nhá. Thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu là tẩm ướp gia vị các bạn ạ. Đấy, mình sẽ cho lá gừng rồi lại rau thì là ớt xả vào các bạn nhá. Đấy, cho nó ngậy cái mùi cá lên các bạn ạ. Đấy, đút vào cái chỗ hốc này mình vừa mổ các bạn nhá. Đấy. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ nướng con cá này siêu ngon luôn các bạn ạ. Để thử thách mẹ mình các bạn nhá. Đấy, hôm nay mẹ mình mà không ăn hết con cá này á, mẹ mình sẽ mất 10 triệu với mình các bạn ạ. Đấy, thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi tẩm ướp siêu cay bên ngoài các bạn nhá. Bên trong mình đã cho gia vị rồi các bạn ạ. Ê, nước sốt siêu cay thần thánh các bạn ạ. Đấy, đỏ ngầu luôn. Các bạn nhìn gì chưa? Đấy. Cái nước này các bạn ạ, nướng cá nó vàng dọi luôn. Rồi, mình sẽ lật ra các bạn nhá. Con cá này nó to các bạn ạ. Đấy, tốn nước sốt.
Các bạn ơi, được rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi các bạn ạ. Con cá lưới mà để xoay được thì nó rất là khó các bạn nhá. Cho nên mình phải bọc cái lưới vào các bạn ạ. Sau đó mình xiên que vào, mình sẽ quay các bạn nhá. Các bạn hãy học cách nướng cá của mình cực kỳ là thơm ngon và không bao bị rụng luôn các bạn ạ. Đây các bạn này. Đấy, bởi vì là khi mình nướng mình quay con cá nó chín nó sẽ rụng da thịt da các bạn nhá. Đấy, bây giờ ép vào các bạn ạ. Đấy. Rồi. Cắt. Các bạn ơi, đấy thế là mình xuyên xong rồi các bạn nhá. Đây các bạn này, thế cứ cầm cái này là quay đấy các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ mang ra ngoài kia để nướng các bạn nhá. Đấy, hôm nay con này là siêu ngon luôn các bạn ạ. Nướng siêu cay mà các bạn ạ. Đây là bếp mình là gióm rồi các bạn nhá. Bây giờ mình bỏ lên để mình nướng các bạn ạ. Đấy. Wow. Đây các bạn nhìn này. Con cá này của mình các bạn ạ, nướng một lúc nữa là ngon lắm các bạn nhá. Đấy. Các bạn ơi, đấy, đây là lần đầu tiên mình nướng con cá rô phi, à con cá chim nó to như này các bạn ạ, khổng lồ luôn các bạn nhé. Đấy, nướng một lúc nữa là chín thôi các bạn ạ. Một lúc đã xem mặt rồi các bạn thấy chưa? Đấy, một lúc nữa là nó chín thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, cái con cá này các bạn ạ, nó to này, nướng độ khoảng phải độ khoảng 1 tiếng rồi nó mới chín được các bên trong các bạn nhé. Đấy, sau đó là mình sẽ thử thách mẹ mình ăn các bạn ạ. Đấy, con cá chim này là khá là to nên ăn thịt nó khá là chắc các bạn ạ. Đấy, nướng như này con cá nó sẽ quay được đều các bạn thấy chưa? Đấy, nó phải quay đều được các bạn ạ. Thịt cá các bạn ơi, nó rất là mềm. Nếu các bạn không bọc cái lưới này á, nếu các bạn quay là nó sẽ rụng ra hết ngay các bạn ạ. Đấy, đây là một cái sáng tạo của mình các bạn nhá. Các bạn muốn nướng cá kiểu quay như gà, các bạn hãy học theo như mình này các bạn này. Đấy, mua cái lưới bắt cáo vào là được thôi các bạn nhá. Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Đấy, chín chưa? Chỗ kia nó hơi bị lứt rồi các bạn ạ. Đây này các bạn này, mình sẽ quay mặt này cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn nhìn ngon không? Hấp dẫn không? Đấy, chín xèo xèo luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Con ơi, thơm thế mà chín chưa? À, mẹ. Ui. Mẹ đói lắm rồi. Mẹ nhìn thấy gì không? Ui, ngon thế à con ơi. Ngon không? Đấy, mẹ thấy con cá này. Mẹ cách mấy chục mét mẹ còn ngửi thấy mùi mà. Thế á? Hôm nay con sáng tạo đấy. Mẹ cứ ngồi, mẹ cứ ra kia ngồi đi cho mát để có khả năng nó sắp rụng rồi, nó sắp rụng rồi. Sắp rụng rồi mẹ. Nhưng không sao mẹ, vẫn chín được hết mẹ ạ. Mẹ cứ bình tĩnh. Thế này là gần được rồi đó. Gần được rồi mẹ. Ừ. Thế đấy. Ấy nhá, nhanh nhanh nhanh. Được rồi mẹ. Đấy các bạn ơi, chín rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ ra các bạn ạ. Để thưởng thức các bạn nhá. Chín rồi nhá, bây giờ mình sẽ bỏ ra để cho mẹ mình thưởng thức các bạn nhá. Thử thách mẹ mình các bạn ạ. Các bạn ơi, đấy con cá của mình đây các bạn này, nướng được rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ cái dây thép này ra các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, hấp dẫn chưa? Wow, cái này bị bong mất da này các bạn ạ. Bong mất cái chỗ da này hơi xấu. Wow, các bạn nhìn chưa? Ngon không? Đấy, nó bị bong cái da này ra các bạn ạ. Thôi được rồi, mình sẽ chỉnh vào các bạn nhá. Hấp dẫn lắm các bạn ạ. Đấy, nhanh lên mình sẽ thử thách mẹ mình các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, mình đã bày hết sang trang trí rồi các bạn nhỉ. Con cá rồi, rau rồi mẹ này. Mẹ thấy hôm nay con bày có đẹp không? Đẹp, ngon con ạ. Thế à? Rồi, thì các bạn ơi, thế là mình đã làm hoàn thành cái con cá chim nướng siêu cay mẹ ạ. Đấy, thì bây giờ con sẽ thử thách mẹ. Nếu mẹ không ăn hết con cá này, mẹ sẽ mất con 10 triệu. Đơn giản. Đơn giản đúng không? Rồi, bắt tay mẹ cái. Các bạn nhớ nhá. Rồi, bây giờ bắt đầu mẹ ăn đi. Đây của mẹ đây. Con này mẹ ơi, phải ăn với cái da lem này mẹ ạ. Quấn vào ăn nó mới sang chảnh mẹ nhá. Đấy. Rồi, mẹ ăn đi mẹ. Rồi. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn cá nướng với bà nhá. Đấy, các bạn ơi, xem mẹ mình có ăn hết được con cá này không các bạn nhá. Nhưng mà mẹ phải bỏ ra. À bỏ ra hả? Bỏ ra. Vâng, cho con cho mẹ bỏ ra thoải mái. Thôi rồi, để con gắp cho mẹ nhá. Đấy, mẹ mình không ăn ra thì mình sẽ bỏ ra mẹ mình nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? Con cá rất là ngon, hấp dẫn các bạn này. Lạc. Đấy. Wow, cái khúc thịt của nó thơm, thơm đấy, thơm đấy. Đấy mẹ ơi. Trắng ngon. Mẹ ơi. Rồi. Đấy. Ngon đấy. Mẹ quấn vào. Mẹ quấn vào. Thôi mẹ quấn đã, đứng bé thôi. Con ăn đi mẹ nhá. Thôi mẹ ăn đi, con thử thách mẹ mà. Mẹ cho cháu nuôi bà. Mẹ không ăn hết mẹ mất con 10 triệu. Đây nước mắm chua ngọt đó bà. Đúng rồi, đây cả nước chấm con làm mẹ luôn đấy. Tương có gừng các thứ. Yeah. Nước mắm ngon đấy. Mẹ thấy ngon không? Cá lại dai nữa. Dai hả mẹ? Đấy. Quan trọng là người nấu đó mẹ ạ. Ừ. Ai da. Được không mẹ ơi? Được đúng không? Đấy. Các bạn ơi, mình mà nấu nướng này mẹ mình chỉ có khen thôi, không bao chê các bạn ạ. Rồi tiếp mẹ ơi. Tiếp. Đấy. Mẹ phải ăn hết đấy. Đây các bạn nhìn này.
chỗ này phần thịt của nó các bạn này. Đấy, nó có hơi có xương tí. Để con gỡ xương cho mẹ. Bỏ xương cho mẹ. Đấy, con cá này, cái phần này nó sẽ có xương. Đấy, nhưng mà cái xương của nó to ra các bạn ạ. Đây, mẹ ơi, cho thêm chỗ này nữa mẹ ơi. Đấy, cho nó đã mẹ ơi. Đấy, chín các bạn ạ. Chín nha. Con đứng khéo đấy. Khéo không? Khéo. Đấy, thế mà không có đứa nào yêu con mẹ ạ. Wow. Con đấy cùng ăn đấy mẹ. Con không. Bao giờ mẹ bảo là mẹ chịu thua, mẹ không ăn được nữa thì con mới bắt đầu ăn con này mẹ ạ. Con thử thách mẹ, bây giờ con ăn hộ mẹ thì khác gì con tự thử thách mình. Các bạn nhờ. Đấy các bạn ơi, hôm nay mẹ mình không ăn hết, mẹ mình mất 10 triệu nha. Ngoan không mẹ ơi. Đấy, mẹ ơi cho cả cái rau chuối này nữa mẹ. Ủa? Mẹ này. Đấy các bạn ạ, ăn cá phải cho cả rau thơm này vào nữa các bạn nhá. Đấy, cho nó ngợi. Con chuẩn bị rau thơm cũng ngon, có cả rau ngổ. Đấy, các bạn ơi, phần thịt của nó các bạn nhỉ. Ừ. Wow, to đại chác luôn các bạn ạ. Đấy các bạn này. Mẹ đấy con cá này to ngầu không? Ngầu, đấy, ngầu, nhiều ngầu. Thịt các bạn ạ. Con ngầu đấy. Đấy, mẹ ăn đi mẹ ơi, nhanh lên mẹ ơi. Có hết cái này có hết tiếng hồ mẹ không ăn hết mất. Đựng mắm cũng phê các cháu ạ. Đấy, xương mẹ ơi, rút xương ra mẹ. Đấy. Con ăn miếng đi. Không, con đã bảo con thử thách mẹ này còn. Mẹ lại bảo con ăn thì khác gì con tự thách thách bản thân mình. Con nếm miếng đi. Đây mẹ ơi cho rau chuối vào mẹ này. Rau chuối này ăn nó tiêu hóa tốt mẹ ạ. Đấy mẹ ơi cho cái cục thịt này vào nhá. Nó giảm cân này. Đúng rồi mẹ ạ. Thôi mẹ đừng có giảm nữa mẹ ạ. Mẹ giảm thì có mà gió thổi phát bay. Thế, thôi có xương, có xương. Mắt con xương, con cá này ở cái phần khúc đuôi hơi có xương tí các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ ấy cái đầu này cho mẹ mình các bạn ạ. Con cho mẹ lên phần trên đi. Đây phần trên nhá. Đấy từ đấy là mình lại cứ cho mẹ mình ăn cái phần khúc đuôi các bạn. Đấy các bạn ơi. Nhìn này. Đấy cái xương của nó to, đoại choang luôn các bạn chưa? Đấy bên trong là còn rau của nó này. Rau của nó chín hết rồi các bạn chưa? Đây này. Đấy. Ui. Thơm lức mũi luôn các bạn ạ. Ngon lắm con ạ. Bây giờ con cuốn cho mẹ nhá. Đấy mẹ chỉ việc ăn thôi. Đấy con rau ngủ này. Cái khúc này không bao giờ có xương luôn. Đấy các bạn ơi. Đấy mẹ ăn đi. Con ăn. Còn không, con thử thách mẹ này còn. Hình như là chưa hết một cái mảng da rồi. Đây còn phần dưới, phần đế nữa mẹ nhá. Đây mới là còn một mặt thôi mẹ ạ. Đấy. Mà con tẩm ướp cái cho những cái gì trong mà nó bốc mùi thơm thế. Xả gừng rau thì là mẹ ạ. Lá gừng nữa. Đúng rồi, cá không phải thiếu rau thì là. Đúng rồi. Đấy. Mạnh lên mẹ ơi. Con khéo nhỉ. Đấy. Mẹ khen con có mà. Đến Tết không hết. Đấy. Ăn nó thế nào hả mẹ? Nó ngọt, nó lại chắc thịt, nó dai. Đấy. Những cái phần tốp bình này là con chuẩn bị, mẹ đấy có chu đáo không? Nước chấm qua là lại ngon lắm. Rồi, thôi được rồi, mẹ khen con ít thôi mẹ ạ. Con lại đói hết mũi. Mẹ ăn mạnh lên để mẹ không ăn được thì mẹ mất con 10 triệu. Đấy. Lần nào mẹ cũng thử thách là mẹ cũng chơi hết mình. Nhưng mà đến lúc đưa tiền thì trái đâu. Cá vào cho mẹ. Đây còn hai con cá mẹ ạ. Các bạn ơi, cá thoải mái luôn đây. Phần lườn nữa các bạn này. Với phần này nó chắc lắm các bạn ạ. Thật sự cái món cá chim hôm nay là nó, con trai nó mua cái con cá này nó to ăn nó ngọt các cháu ạ. Ngọt lắm ạ, dai thì. Đấy, con nướng này cũng giỏi nữa mẹ phải không? Đấy các bạn ơi, mình lại ấy tiếp cho mẹ mình nhá. Thịt các bạn ạ. Nó cứ cục luôn đấy. Khả năng miếng này nó là mẹ thôi. Sao? Mẹ ăn mới có được 1/4 mà mẹ đã thôi á. Cái mẹ thử thách là cái gì? Lúc mẹ đói mẹ cứ tưởng tượng thôi. À thế là gì? Không ăn. Thế được rồi, thế mẹ lại cho con 10 triệu thôi. Đấy mẹ chuẩn bị 10 triệu đi. Đấy thầy mẹ cầm đi. Thế là con Quấn này hay con gọi cho các em ra đi. Không mẹ cứ ấy đi, sao mẹ đưa tiền đây xong rồi con khác gọi bạn con ra ăn. Thì
lấy. Mẹ nói thật không? Thế mẹ chờ để con gọi bạn ra đây nhá mẹ nhá. Đấy thế là mình được 10 triệu của mẹ mình rồi các bạn ạ. Cháu ơi, lúc đang cắt cỏ này cứ tưởng tượng là thèm rồi nhưng thực sự là không ăn được nhiều các cháu ạ. Ngon, ngon lắm nhưng mà không ăn được nhiều. Mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, ra đây ăn con cá chiên lừa từ lướng mấy bạn ơi. Wow. Đây, ra đây ăn cá. Wow. Đấy. Ngon quá bà ơi. Ngon quá bà ơi. Đấy, con cá to thế nhỉ. Lúc đấy bà đói mà cứ tưởng tượng là ăn hết thôi nhưng không hết được các cháu ạ. Mấy bạn ạ, hôm nay là tớ thử. Con mà các cháu ăn đi. Tớ thử thách mẹ tớ là hôm nay mẹ tớ không ăn hết con cá này là mẹ tớ mất tớ 10 triệu. Về thế bà thân con đấy thì phải đưa tiền đi. Thân là nộp thế đi. Mẹ thế nào? Thật cố được các cháu ăn đi cho lắm, ăn đi cho lắm. Mẹ nhớ là đưa 10 triệu chưa? Đấy các bạn ơi, thế là mẹ mình không hoàn thành thử thách này các bạn ạ. Đấy thế mẹ mình mất mình 10 triệu nha. Cho ít giấy rồi. Tôi nói đùa các bạn ạ. Mình thử thách mẹ mình mất tiền để cho mẹ mình ăn thật nhiều các bạn ạ. Chứ còn mình biết là mẹ mình cũng không ăn hết con này đâu. Đấy. Thôi mẹ ăn đi mẹ ơi. Thôi mẹ thôi. Các cháu ơi, thế là bà không ăn hết được rồi nhá. Thì bây giờ rất là ngon nhưng bà không ăn được nhiều. Thế bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Rồi, vâng. Mẹ mình chắc không ăn được nữa các bạn ạ. Có con ăn nhá. Rồi. Thế mẹ đi về nhá để con ăn. Mấy bạn ăn đi. Ok. Tớ ăn này. Bà thấy con cá mấy cân mà to ấy bà. Con này á tớ mua là con này dài. Cá này 10 cân đấy bạn ạ. Nó 8 10 cân bạn ạ. 10. Khổ ghê, con cá chim to thật. Ngon thật đấy. Da giòn rụm này bạn ơi. Các bạn ơi, mình cho mấy miếng cá luôn các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi, mình mời tất cả các bạn ăn với mình nha. Rồi. Ok. Các bạn ơi, các bạn. Đấy thì bây giờ mình mới bắt đầu thưởng thức cái thành quả của mình các bạn nhá. Đấy, từ nãy là thử thách mẹ mình chưa ăn các bạn ạ. Đây này các bạn này, phần cá của nó này. Đấy, nó rất là nhiều thịt các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Đấy. Ngon lắm các bạn. Đây này các bạn này, thịt của nó nhiều thịt lắm các bạn ạ. Nhìn thấy chưa? Thịt cá dài hết. Mời các bạn nhá. Đây mình cuốn đây các bạn nhìn này. Mình cuốn vào nhá. Cá 10 cân các ăn dài thật bạn ơi. Rồi các bạn ạ, chấm cái nước chấm này các bạn này. Thịt bạn hưng những cá ngon nhé. Chuyện. Đấy, rồi ăn nhá, mình mời các bạn nhá. Bạn ơi, da cuốn cũng ngon. Quá đỉnh luôn các bạn. Ăn nó ngọt các bạn, thịt cá dai. Mời tất cả các bạn nhá. Ngon hết. Được rồi các bạn. Bạn hôm nay may mắn mọi người ạ. Đấy, ăn ổn được 10 triệu. Đấy. Mấy bạn thấy tớ nấu nó ngon không? Ngon đấy. Ngon. Bà Hương bạn ướp mà ngon thật, thơm. Quá ơi, cá thịt này. Nó chắc như thịt gà các bạn, thịt bò à. Còn cá chim mẹ ăn đỉnh, còn đỉnh luôn các bạn. Dài. Gì bạn Bách ơi? Cá bạn hôm nay nhìn thấy là anh cái con cá to như thế này bạn Hưng ạ. Bạn này tớ nấu có đẳng cấp không? Đẳng cấp bạn ạ. Ngon đúng không? Vâng. Quá lên. Ngon bạn ạ. Thế tớ xứng đáng mấy người yêu bạn Bách nhỉ? Người bạn á. Bạn ít nhận phải 20 người yêu bạn ạ. Ngon lắm các bạn. Rồi. Cảm ơn bạn Bách nha. Đây các bạn nhỉ. Cuốn phải nhiều cá ăn mới ngon các bạn. Đấy. Các bạn ơi, đấy là những cái lời khen có cánh của bạn Bách các bạn ạ. Mình cảm thấy có động lực. Đấy, mời các bạn nha. Ngon. Đây các bạn nhé. Chấm với nước chấm. Ui. Ngon hơn. Xoài ơi. Chấm phải ngọt mọi người ạ. Dính cả ớt vào, ui dồi ôi. Nhức cái nách mọi người ạ. Ăn cắn miếng to mọi người ạ. Hết nước chấm luôn. Nó gọi là ngon. Rồi thì các bạn ơi, chắc clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn ạ. Thực ra đây cái món này mình mua là cho mẹ mình thưởng thức thôi các bạn ạ. Đấy, để cho mẹ mình ăn các bạn nhá. Cũng lâu rồi mình không mua món gì ngon và độc và lạ cho mẹ mình thưởng thức các bạn ạ. Còn bây giờ xin chào các bạn mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye bye, bye.